Tiểu thuyết Tầm Quất Tác giả Tất Phi Vũ Nhà xuất bản Công an Nhân dân Chương 20 Phục Minh, Vương và Tiểu Khổng Tiểu Mã đã đi, Đình Đình đã đi, Đô Hồng nằm bệnh viện trung tâm tẩm quất thiếu ba người chống vắng một cách rõ ràng chống vắng thật cụ thể mỗi người đều cảm nhận một cách chính xác chữ chống vắng trung tâm dần yên tĩnh phục minh mời thợ đến sửa chữa lắp thiết bị hút giữ cánh cửa bây giờ chỉ cần mở cửa đẩy đến tận cùng mọi người có thể nghe âm thanh hút cánh cửa mạnh mẽ và có hiệu quả cánh cửa bị hút vào sát tường khiến mọi người yên tâm âm thanh khiến mọi người yên tâm nhưng lại hiểm độc nó như ám chỉ ngón tay cái của đô hồng mỗi lần âm thanh vang lên là một lần ám chỉ người nghe rất buồn lòng trong lòng mỗi người đều có một ngón tay cái đó là ngón cái của đô hồng đó là ngón tay cái một chia đôi bây giờ hình ảnh ngón tay cái một chia đôi cứ ngoan cố bám tìm lấy mọi người mọi người hết sức cẩn thận sợ gây nên động tĩnh nào đó trung tâm tẩm quất vẫn một không khí nặng nề bao trùm phục minh thay đổi cách làm cũ động một chút là vào đứng ở khu nghỉ ngơi anh mất rất nhiều thời gian sờ mó cái cửa. Anh sờ mó, vuốt ve, kéo cánh cửa hết lần này đến lần khác. Kéo rồi đẩy, đẩy rồi kéo, rồi lại đẩy. Trung tâm tẩm quất, nặng nề, vang lên những âm thanh. Tách, tách, phục minh làm dối lòng người bằng những âm thanh của thiết bị hút giữ cánh cửa. Không một ai dám nói anh vẫn là không chịu đựng nổi phục minh thẩm yêu đô hồng không còn là bí mật chắc chắn anh hối hận lắm vì đã có người nói với anh nên lắp thiết bị hút cánh cửa ở khu nghỉ ngơi phục minh hứa mãi nhưng rồi không để tâm theo một ý nghĩa nào đó anh là người chịu trách nhiệm trực tiếp về tai nạn vừa rồi không ai truy cứu anh nhưng không phải anh không tự truy cứu anh chỉ có thể đóng mở cánh cửa hút nhiều lần để vang lên tiếng tách 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 phục minh hối hận đứt từng khúc ruột anh hối hận không lắp thiết bị hút giữ cánh cửa kịp thời nói gì thì nói anh phải ký hợp đồng lao động với người làm nhưng anh không ký không ký một hợp đồng nào nghiêm khắc mà nói người mù bước vào xã hội tức là kiếm ăn bằng sức mình người mù vẫn không phải là người không phải là người theo một ý nghĩa nghiêm khắc người mù không có tổ chức không có hội đoàn không có bảo hiểm không có hợp đồng nói tóm lại người mù về cơ bản không có quan hệ hữu hiệu với xã hội này, cho dù lấy vợ, lấy chồng thì cũng chỉ lấy người mù. Đấy là sự tích lũy về lượng chứ không phải sự biến đổi về chất. Vậy người mù không có quan hệ với xã hội này ư? Cũng có. Đấy là mỗi tháng họ được lĩnh 100 nhân dân tệ tiền trợ cấp của Bộ dân chính một trăm nhân dân tệ đó là sự an ủi tượng trưng về mặt tâm lý của xã hội dành cho người mù ý nghĩa của nó không phải là giúp đỡ mà để có đủ lý do quên họ người mù người tàn tật cuối cùng có thể lược bỏ không tính nhưng cuộc sống không thể tượng trưng cuộc sống có thật nó tạo nên bởi ngày tháng năm nó là giờ, là phút, là giây tạo nên. Không có một giây nào có thể giảm bớt. Cuộc sống là một chỉnh thể trong mỗi giây đồng hồ. Không ai có thể chỉ dựa vào mình để tự kiếm ăn bằng sức của mình. Người mù là hộ chui. Mỗi một người mù là một hộ chui. Phục minh cũng vậy. Sự tồn tại của người mù giống với sự tồn tại trên mạng internet khi người sáng mắt cần đến chỉ một cú nhấp chuột vậy là người mù hiện lên người sáng mắt tắt máy người mù chìm ngay vào hư vô tóm lại người mù tồn tại như không tồn tại cuộc sống của người mù như có như không đối diện với người mù xã hội giống như một người mù người mù luôn luôn ở trong khu vực người mù điều này đã quyết định cuộc sống của người mù như một sự cá cược chỉ có thể cá cược cần phải cá cược chỉ cần một bất ngờ nho nhỏ là anh thua mất ánh sáng cả đời phục minh bỏ tay khỏi cánh cửa đi ra sảnh lớn chớp mắt liên hồi anh nhìn trời nhìn đất anh không trông thấy gì người mù không có trời không có đất cho nên trời không thiêng đất không ứng làm một ông chủ phục minh có quyền xây dựng cho mình một xã hội trong một cộng đồng nhỏ anh có khả năng ấy anh có nghĩa vụ ấy anh hoàn toàn có quyền ký hợp đồng lao động với người làm thuê cho anh một khi có hợp đồng anh có đủ lý do yêu cầu người làm phải mua bảo hiểm như vậy người làm thuê cho anh có liên quan đến xã hội không còn là hộ chui người làm thuê cho anh sẽ là người không phải phục minh không nghĩ đến hợp đồng lao động hồi ở thượng hải anh đã nghĩ đến anh rất mong chủ ký hợp đồng lao động với anh những người cùng làm đã bàn đến chuyện này nhưng không ai muốn đứng ra đối mặt với chủ vậy là chuyện để đó người trung quốc có đặc trưng của người trung quốc không ai muốn đứng ra đại diện trong một hội đoàn cái bệnh này ở người mù càng nặng hơn nhưng ngược lại nó trở thành nguyên tắc vàng tại sao lại là tôi người trung quốc còn có một đặc trưng khác nữa đấy là tâm lý gặp may cái bệnh này ở người mù cũng nặng hơn cũng trở thành một nguyên tắc vàng tai họa ở đâu bay đến sẽ không rơi vào đầu mình không tại sao lại là tôi phục minh biết rõ tính quan trọng của hợp đồng lao động không có hợp đồng không an toàn không có hợp đồng nói tục một câu anh như con chó hoang sống chết ở số số là gì phục minh không biết anh chỉ biết nó rất lợi hại ma lực của nó nghe mà sởn tóc gáy nhưng phục minh vì hợp đồng lao động cuối cùng đã phải nổi nóng anh nổi nóng với đồng nghiệp mọi người bảo anh thông minh khen anh tài giỏi thật ra coi anh là thằng ngốc phục minh không muốn làm thằng ngốc các người không lộ diện can cớ gì tôi phải trườn mặt ra để chịu tội vậy là chuyện hợp đồng lao động để đấy cuối cùng thì phục minh cũng là người mù tâm lý cầu may của anh cũng nặng như mọi người các người yên ổn tại sao tôi không vì chuyện này sau đấy phục minh lặng lẽ thăm dò biết các trung tâm tẩm quất khác cũng không có hợp đồng lao động anh biết không ký hợp đồng lao động hầu như trở thành quy tắc của các trung tâm tẩm quất của người mù trong quá trình chuẩn bị thành lập trung tâm tầm quất xa tống kỳ phục minh rất muốn phá vỡ cái quy tắc xấu xa đó bất luận thế nào anh với những người làm sẽ ký hợp đồng lao động một cách nghiêm chỉnh dù trung tâm tầm quất của anh rất nhỏ anh cũng sẽ biến nó thành một doanh nghiệp hiện đại nhất định thể hiện bằng được nhân tính hóa của doanh nghiệp phải nghiêm khắc trong quản lý nhưng phải đảm bảo đầy đủ lợi ích của người lao động chuyện kỳ lạ đã diễn ra sau khi phục minh lên làm ông chủ không phải xảy ra trong một ngày nào đó mà xảy ra một cách tự nhiên những người đến xin làm việc không ai nói chuyện thương thảo hợp đồng họ không yêu cầu phục minh cũng không nhắc cái lý là thế này ông chủ cho làm đã làm may lắm rồi còn nói chứ đến hợp đồng phục minh nghĩ phục minh nghĩ đi nghĩ lại chuyện này vẫn là người mù nhát gan vẫn là người mù không dám làm vẫn là người mù dễ biết ơn ơn trời ơn đất ông chủ cho việc còn đòi ký hợp đồng nữa à người mù rất dễ biết ơn đời người mù không sao chịu nổi nhiều ơn huệ nhưng mắt người mù vội vã học được cách cảm ơn trong mắt người mù không có ánh mắt họ không ít nước mắt hễ bắt đầu là phải làm tới người đến xin việc không yêu cầu hợp đồng vậy thì không ký ngược lại trong nội quy của trung tâm tẩm quất phục minh ghi rõ việc cũng đơn giản thôi mọi quan hệ giữa người làm và trung tâm đều nằm trong chế độ trung tâm chỉ quy định nghĩa vụ trách nhiệm của người lao động đó là điều thiên kinh địa nghĩa họ không có quyền lợi họ cũng không để ý đến quyền lợi người mù đúng là nhóm người đặc biệt bất luận thời đại biến thiên thế nào lòng họ vẫn cổ xưa nguyên thủy hồng hoang có thể vĩnh viễn không thay đổi cho dù cả xã hội không có một tổ chức hoặc một cơ cấu bảo đảm và giúp đỡ họ vậy thì họ phải chấp nhận và tin tưởng ở số phận số phận là điều không thấy cái không thấy tồn tại tồn tại to lớn bao trùm thao túng có tính quyết định có thể có ở mọi nơi trốn giống như nguy hiểm chỉ một chút không cẩn thận cánh cửa ăn mất một ngón tay phải đối xử với số phận thế nào biện pháp tích cực nhất hữu hiệu nhất chỉ một từ chấp nhận chấp nhận đành chấp nhận nhưng chấp nhận có điều kiện phải có trái tim may mắn kiên cường và kiên nhẫn dùng trái tim may mắn để đối diện với tất cả làm tan chảy trái tim may mắn, rót vào xương tủy, rào rào. Chúng vang lên đầy sức mạnh, một người không trông thấy mây. Một người không trông thấy mây, không cần nghĩ đám mây nào có mưa. Có mưa cũng tốt, không có mưa cũng tốt, chấp nhận, đành chấp nhận. Về sau, mọi chuyện trở nên thông thoáng, thuận chiều. Trong thời gian phục minh và tống kỳ thân mật với nhau họ ngồi trên giường tưởng chừng không có chuyện gì để nói hai ông chủ trẻ như gió xuân trong câu chuyện của họ không bao giờ đề cập đến hợp đồng lao động của những người làm một đôi lần phục minh định nói nhưng rồi quỷ thần sai khiến anh lại không nói tống kỳ một con người sáng suốt không thể không biết tính quan trọng của hợp đồng anh cũng không nói không nói đấy là đức thiên bẩm của người mù làm ông chủ có thể không nói ra nhiều chuyện là người làm thuê cũng có nhiều chuyện không nói ra người mù có bản lĩnh không nói vì người mù có công năng tiêu hóa nhất thế gian về sau câu chuyện lý thú hơn mà cũng rất kỳ quái không ai dám nhắc đến chuyện hợp đồng lao động hợp đồng lao động trở thành cái giếng trước mặt Phục Minh, Tống Kỳ và tất cả những người làm, ai cũng tự giác không hẹn cũng bỏ qua. Phục Minh không vui mừng mà cũng không thất vọng. Nói cho cùng, có ông chủ nào thích ký hợp đồng lao động với người làm thuê? Không có hợp đồng là tốt nhất, mọi vấn đề đều ở cửa miệng ông chủ. Ông chủ yes tức là đồng ý ông chủ nâu tức là không. Không đề cập đến quyền lợi làm ông chủ như vậy quá dễ. Có thể nói theo cách thời thượng. Rất thoáng. Nhưng số phận ra tay. Số phận để lộ cái bóng gai góc của nó. Hễ nó xuất hiện, mọi người đều nổi gai ốc. Nó dùng bàn tay không dấu vết sờ vào từng người trong trung tâm tầm quất. Sau đấy, méo sạch miệng, chọn đô hồng. Bàn tay của nó tóm lấy lưng đô hồng, đẩy xuống giếng. Đô hồng ngã xuống giếng. Cái giếng vừa người đô hồng, bây giờ cô đang ở dưới giếng. Phục Minh không nghe thấy động tĩnh nào dưới giếng. Phục Minh không nghe thấy bất cứ sự dãy dụa nào dưới giếng. Sự thật thì, người được số phận chọn không thể dãy dụa nổi. Phục Minh gần như bị ngạt thở ngạt thở hơn cả khi nghe thấy tiếng ùm nước giếng nhấn chìm tất cả độ sâu của giếng quyết định mức độ âm u đô hồng đáng thương bé ngoan đô hồng em gái của tôi nếu có thể cứu phục minh sẵn sàng đào cái giếng kia đi nhưng đào thế nào tương tư là đau khổ vướng bận nhức nhối sự thật thì có lúc không như thế từ ngày đô hồng bị thương mỗi lần phục minh nhớ đô hồng anh không đau khổ chỉ vướng bận anh cảm nhận được sự yếu mềm của bản thân và cả những tình cảm ấm áp bất ngờ cái dịu dàng và ấm áp khiến phục minh dễ chịu liệu ai không biết đấy là tình yêu trái tim anh như được sưởi nắng dưới nắng trái tim ấm áp uể oải có lần phục minh dỡ tung cái tên đô hồng suy nghĩ từng chữ một đô còn nghĩa là đều là tất cả là toàn bộ hồng là một màu sắc như vậy tên đô hồng có nghĩa là tất cả đều đỏ đỏ tuyệt đối Cô là ánh mặt trời, xa và cũng gần. Phục Minh chưa trông thấy mặt trời, nhưng rất nhạy cảm với mặt trời. Về mùa đông, Phục Minh thích nhất được phơi nắng, nửa người hướng về mặt trời ấm áp. Mặt trời khuất núi, nó rơi xuống giếng. Phục Minh không biết mặt trời của anh có còn mọc lên nữa hay không. Anh biết mình đang đứng trong bóng dâm bên cạnh là gió gió thổi tung mái tóc trong con mắt người bình thường đầu tóc anh dối bù nếu không có sự kiện thịt dê nếu không có chuyện chia tay có thể phục minh sẽ bàn với tống kỳ bàn chuyện đô hồng ký hợp đồng bổ sung với cô đền bù cho cô một khoản chuyện này rất có thể cho dù có sự kiện thịt dê, cho dù có chuyện chia tay, chỉ cần phục minh, không đơn phương, yêu đô hồng. Chỉ cần anh đặt chuyện đô hồng lên mặt bàn, đền bù cho cô một khoản vẫn được cơ mà. Bây giờ thì không được nữa rồi. Để sang một bên quan hệ phục minh và tống kỳ. Chuyện nồng ấm giữa anh và đô hồng, đề nghị của anh chỉ có thể là chuyện riêng anh không dám nói nói cũng không tác dụng phục minh tự hỏi tại sao mi lại yêu tại sao mi lại mê cái đẹp tại sao mi không buông nổi cái tay kia vào một thời điểm nhất định nào đó yêu là vô đạo đức anh có lỗi anh có lỗi với đô hồng là một người đàn ông anh có lỗi với đô hồng là một ông chủ anh cũng có lỗi với đô hồng ngay cả một chút giúp đỡ cuối cùng cũng không làm nổi anh muốn làm ông chủ thì đã được làm nhưng ý nghĩa của ông chủ ở đâu phục minh chìm vào đau khổ nếu người bị thương không phải là đô hồng nếu người bị thương không đẹp nếu người bị thương không có đôi tay tài giỏi liệu phục minh có đau khổ anh châm một điếu thuốc không dám nghĩ tiếp anh đốt hết điếu thuốc này đến điếu khác hít khói vào rồi lại thở ra nhưng anh cảm thấy chỉ hít khói vào mà không nhả ra anh không nhả ra nổi tất cả tích tụ trong lồng ngực trong dạ dày khói thuốc quẩn quanh cuối cùng biến thành tảng đá chặn trong người anh dạ dày lên cơn đau mọi cái đau đều dồn cả vào một chỗ lần đầu tiên anh cảm thấy không chịu đựng nổi anh ngồi xuống tự nhủ phải đi khám chờ cho chuyện này qua đi thế nào anh cũng phải đi bệnh viện khám xem sao nói đến bệnh viện lại làm anh đau lòng tại sao anh sợ bệnh viện đến thế liệu có ai không sợ bệnh viện quá đắt hắt hơi vào bệnh viện chỉ một lần đã mất ba bốn trăm đồng thật ra đắt chỉ là thứ yếu phục minh sợ nhất là chuyện khám bệnh nhất là ở các bệnh viện lớn bỏ qua chuyện được hẹn trước ngay chuyện xếp hàng lấy số, xếp hàng chờ khám, xếp hàng trả tiền, xếp hàng xét nghiệm, xếp hàng khám lại, lại xếp hàng trả tiền, cuối cùng xếp hàng lấy thuốc. Mất đứt nửa ngày. Mỗi lần đi khám bệnh, anh lại nghĩ đến câu, thầy bói sở voi. Bệnh viện đúng là một con voi lớn, cơ thể nó là một mê cung. Anh cứ vậy mò mẫm. anh cứ vậy mò mẫm. đối với phục minh bệnh viện không phải là một con voi, không phải là mê cung, mà là một khối lập thể. anh không biết cái khối lập thể ấy đâu là điểm, đâu là cạnh, đâu là diện, đâu là góc. chúng trồng chéo phức tạp, không giống với bệnh viện, giống như thám hiểm. mấy hôm nữa phải đi khám, phục minh thề anh nhếch mép hình như đang cười trong chuyện khám bệnh anh là chuyên gia thề bồi anh đã thề bao nhiêu lần rồi không lần nào có tác dụng anh thề không phải vì ý chí kiên định ngược lại vì đau hễ lên cơn đau anh lại thề với mình không đau thì sao lời thề chỉ là lời nói dối nói dối thì có yêu cầu gì cứ bỏ đấy vương ho một tiếng đẩy cửa đi ra hình như anh biết phục minh đang đứng ở đây anh đến bên phục minh vương không nói gì chỉ bẻ đốt ngón tay tiếng bẻ đốt ngón tay của vương đối với phục minh có ý sâu xa hình như đấy là tín hiệu vương đang định nói gì nhưng không nói phục minh cũng ho một tiếng tiếng ho của anh có ý gì anh cũng không biết anh chỉ muốn đánh tiếng có thể là bắt đầu cũng có thể là kết thúc đều có thể vương chú ý ngay mùi khó chịu trên người phục minh mùi này chứng tỏ nhiều ngày nay phục minh không tắm đúng là mấy hôm nay phục minh không tắm nói cho cùng điều kiện vệ sinh trong nhà tập thể không tốt tất cả chỉ có một bình nấu nước nóng mười mấy con người phải xếp hàng mới đến lượt bệnh dạ dày rất tiêu hóa người phục minh rất mệt mỏi cảm thấy mệt suốt ngày hễ về đến nhà là nằm hễ nằm là không muốn dậy anh ngửi thấy mùi khó chịu trên người mình nhưng cũng không còn sức đi tắm nước nóng minh bỗng vương lên tiếng vẫn khỏe đấy chứ câu nói trống trải coi như không nói nhưng rõ ràng phục minh chú ý những ngày gần đây vương không gọi anh là sếp anh gọi tên minh như hồi cùng đi học với nhau tương đối phục minh trả lời cũng trống trải vương chỉ nói vẫn khỏe đấy chứ rồi thôi không nói thêm gì nữa anh cho tay vào bụng xoa xoa vết thương đã khỏi rất ngứa anh không dám gãi chỉ dùng đầu ngón tay xoa nhẹ phục minh cũng im lặng nhưng trực giác mách bảo vương có điều gì muốn nói minh này vương cố lấy sức để nói nghe thằng em nói đây cậu đừng suy nghĩ nữa đừng nhớ đến nó nữa không tác dụng gì câu nói ấy vẫn trống trải đừng suy nghĩ điều gì đừng nhớ gì tại sao không tác dụng gì nhưng chỉ một giây phục minh đã hiểu vương nói đến đô hồng phục minh không ngờ vương nói đến chuyện này chỉ có anh em mới nói thẳng như vậy tất nhiên phục minh biết không tác dụng gì nhưng biết là một chuyện, từ miệng người khác nói ra là một chuyện khác. Phục Minh không nói gì, nhưng đang lặng lẽ, chuyển ngượng thành giận, lòng anh nhói đau, tưởng như xé đôi. Phục Minh trầm mặc hồi lâu, cố bình tĩnh lại, anh không muốn vờ hồ đồ trước mặt bạn học cũ. Anh hỏi, mọi người biết rồi à? đều là mù với nhau cả. Vương chậm rãi nói, còn ai không thấy? Cậu thấy thế nào? Phục Minh hỏi. Vương do dự dây lát, nói, cô ấy không yêu cậu. Vương quay mặt lại, bổ sung. Nghe tớ nói đây, người anh em, thôi chuyện ấy đi, tớ thấy rõ lắm, trong lòng cậu chỉ có cô ấy nhưng trong lòng cô ấy lại không có cậu đừng trách người ta đúng không câu chuyện đến đây cũng khó nói tiếp chuyện có phần tàn nhẫn vương cố tìm lời lẽ nhẹ nhàng nhất không nỡ nhẫn tâm bụng phục minh sôi lên quản đau chân tướng sự việc thật dữ dội cái dữ dội ở ngay cửa miệng người anh em cố tìm cách giúp cô ta vương nói tớ vẫn đang nghĩ cậu không nghĩ tại sao không cậu chỉ đau khổ tớ không đau khổ được à có thể nhưng chỉ đau khổ thật ra là ích kỷ vương vương không nói gì thêm vương không nói thêm gì anh chỉ cúi đầu ngón chân bên phải di di xuống đất anh đi thật nhanh rồi chậm dần, chậm dần. Anh đổi sang chân khác, tiếp tục đi. Cuối cùng anh không đi nữa. Vương quay lại định đi. Phục Minh tóm lại. Anh tóm ống quần Vương, dù cách một lớp quần Vương vẫn cảm nhận được tay Phục Minh đang run, cánh tay đầy nước mắt. Phục Minh cố nhịn đau trong dạ dày, nói người anh em uống với tớ chén rượu vương không người đang giờ làm phục minh buông ống quần vương đứng dậy nói uống với người anh em một chén cuối cùng vương cũng bị phục minh lôi đi anh vừa bước đi tiểu khổng tìm ngay được một căn phòng bỏ trống một mình chui vào đấy cô muốn gọi điện thoại cho tiểu mã nhưng không có dịp nào bây giờ đang dỗi nhưng tiểu mã đã ra đi không một lời từ biệt tại sao tiểu mã bỏ đi không ai biết chỉ một mình tiểu khổng biết rõ đầu đuôi tất cả vì cô nói gì đi nữa thì làm chị hai cô cũng nên gọi điện cho tiểu mã nói với nhau một lời chào cũng rất nên tiểu mã yêu mình điều này thì tiểu khổng không thể vờ không biết rất nhiều lần tiểu khổng muốn tốt hơn với tiểu mã nhưng không thể tiểu khổng lạnh lùng đối với tiểu mã cô cố làm như vậy cô làm như vậy không chỉ vì vương mà còn vì chính tiểu mã tiểu khổng có lỗi với tiểu mã nghiêm khắc mà nói cô có trách nhiệm làm cho quan hệ với tiểu mã xấu đi như ngày hôm nay là bởi tiểu khổng ích kỷ chỉ nghĩ đến mình không nghĩ đến cảm nhận của người khác tiểu mã đối với tình yêu bắt đầu từ đùa bỡn nếu cậu không đùa bỡn hết lần này đến lần khác với mình cậu sẽ không như thế này tất nhiên không chỉ có thế còn vì hành động của mình không đúng mực không thích hợp ôi cuộc đời sao mà lắm ngõ cụt hễ không cẩn thận không biết chân nào sẽ bước vào đấy suốt đời tiểu khổng cũng không thể nào gọi vào được điện thoại của tiểu mã điện thoại của cậu không còn số thuê bao xem ra tiểu mã có trái tim sắt đá cậu không muốn dây dưa gì với trung tâm tẩm quất xa tống kỳ nữa thật ra cậu không muốn vướng bận. Tiểu mạ ơi, chị hay làm cậu buồn, cũng tốt. Tiểu mạ ơi, cậu đi thuận buồm xuôi gió nhé. Chị hai cầu chúc cho cậu. Cậu không nên bỏ đi như thế. Tốt xấu gì. Lúc đi, cũng nên nói với chị hai một lời. Chị hai nợ cậu một cái ôm. Có nhiều cách biệt ly. Biệt ly trong hoài bão không giống nhau. Hiện tại, lòng dạ chị chân thật mai sau vẫn một lòng chân thật tiểu mã ơi nhất định cậu sẽ khá rất khá cậu có nghe thấy không xin đừng làm điều gì xấu xa cậu đã yêu chị hai chị hai cảm ơn cậu tiểu khổng tắt máy điện thoại nhưng lại mở điện thoại thâm quyến dù sao cũng phải gọi điện về nhà tiểu khổng vừa lấy máy ra chợt nhớ cha mẹ cũng có một thời gian không liên lạc với mình. Chắc là gia đình không xảy ra việc gì chứ. Tiểu Khổng bỗng nóng ruột, vội bấm số máy ở quê. Trong máy không có động tĩnh gì. Đúng là càng sốt ruột càng rối. Điện thoại hết điện. Cũng may, Tiểu Khổng rất thông minh, không mở nắp sau máy điện thoại lấy sim ra. Chỉ cần lấy cái sim thâm quyến cài vào máy Nam Kinh, chắc chắn cha mẹ sẽ không hay biết gì. Ôi, cái sim thâm quyến không cánh mà bay. Tiểu khổng sờ tìm mấy lần, đúng là cái sim không còn trong máy. Phát hiện này là một đòn chí mạng đối với cô. Sim không còn, số máy không còn. Cái ngày bị lộ tung tích không xa mồ hôi lạnh toát ra đầy người từ nay về sau sẽ nói dối bằng cách nào không thể nói dối nữa rồi tại sao mất sim không thể máy còn tại sao sim mất chắc chắn có người đụng đến máy tiểu khổng lập tức hiểu ra kim yên chắc chắn kim yên chỉ có thể là kim yên vương không bao giờ đụng đến máy của cô tiểu khổng nổi giận kim yên tao với mày có lúc mâu thuẫn nhưng từ khi vui vẻ với nhau mày có còn lương tâm nào nữa không tao coi mày như chị em tại sao mày làm cái trò độc ác này tiểu khổng ném cái máy điện thoại xuống giường cầm quất bỏ đi phải tìm kim yên phải hỏi cho rõ tại sao mày làm vậy mày định chơi trò gì vừa ra đến cửa thì tiểu khổng đứng lại cô đứng lại tưởng như có một tín hiệu bí mật cô quay vào đến bên giường tẩm quất nhặt cái máy lên đây là điện thoại di động nam kinh hễ gọi bao nhiêu bí mật của cô đều lộ ra cả sim của máy điện thoại thâm quyến không còn chắc chắn không thể lấy lại được. Nói một cách khác, sớm muộn gì rồi cũng bị lộ. Nhưng là lộ tích cực, có thể hay, cô có thể nói dối, có thể tìm sự tồn tại trong lời nói dối. Nhưng không ai nói dối cả đời, không ai làm được. Tiểu khổng, cầm điện thoại, ngập ngừng dây lát, cô bấm số. Máy đã thông, tiểu khổng vừa lên tiếng alo, thì trong máy đã có tiếng khóc nức nở của mẹ xem ra cha mẹ ngồi bên máy điện thoại chờ từ nhiều ngày nay rồi mẹ nói cái đồ chết tiệt mày còn sống không đấy tại sao mày tắt máy lâu như thế cha mẹ sắp phát điên lên mày nói xem đang ở đâu có khỏe không con ở nam kinh rất khỏe tại sao lại ở nam kinh mẹ con đã có người yêu người yêu cái từ thật cổ quái thật phổ thông thật bình thường nhưng vào lúc này lại có sức mạnh xúc động lòng người đến vậy tiểu khổng đành nói thật nhưng không ngờ mấy tiếng đã có người yêu lại làm rơi nước mắt bỗng hai giọt nước mắt ấm rơi xuống cô rất bình tĩnh nhắc lại mẹ con đã có người yêu mẹ sững sờ buột miệng hỏi là trai hay gái con gái mất tích lâu ngày khiến mẹ đâm hồ đồ vội vàng hỏi một câu không đâu vào đâu hình như mẹ nghĩ con gái đã có người yêu lo con đã sinh con ôi đáng thương cho tấm lòng người làm cha làm mẹ tiểu khổng bật cười vô cùng kiêu hãnh nói trai cũng là người mù. Khẩu khí kiêu hãnh của cô, khẩu khí kiêu hãnh của cô giống như của một sản phụ trong nhà hộ sinh. Một lúc lâu sau, điện thoại đầu kia mới có âm thanh, không phải tiếng mẹ, bây giờ là tiếng cha. Con danh, cha bực tức, quá to, tại sao mày không nghe lời cha mẹ? Cha, con yêu anh ấy, ở con mắt anh ấy yêu con ở con mắt hai con mắt đều nhau cha con gái của cha không phải công chúa cha mẹ còn mong gì ở con gái nữa cô không ngờ mình nói ra được câu ấy lâu nay cô vẫn nói dối mỗi lần gọi điện về đều phải chuẩn bị càng nói càng không đâu vào đâu hôm nay tiểu khổng không chuẩn bị hoàn toàn là lời trong lòng. Cô không ngờ lại nói rõ ràng, rảnh mạch như thế. Những lời nói kêu sang sảng. Tiểu khổng tắt máy, không ngờ mọi chuyện thật đơn giản. Từ ngày mới yêu nhau đến giờ, lúc nào tiểu khổng cũng bị dày vò, không biết phải nói với cha mẹ thế nào. Cuối cùng cô đã nói thật. Sự việc là vậy, mọi nút thắt đã được mở thật sự bất ngờ đúng lúc này thì kim yên vào vừa rồi cô nhận được một tin quan trọng đô hồng khóc lóc kêu la ầm ĩ kim yên vừa bước vào cửa chưa kịp nói gì thì tiểu khổng ôm chầm lấy cô kim yên cao hơn tiểu khổng tiểu khổng rút đầu vào cổ kim yên Kim Yên cảm thấy nước mắt của Tiểu Khổng. Lúc này trên tay Tiểu Khổng vẫn cầm điện thoại, tay cầm điện thoại của Tiểu Khổng cứ vỗ vỗ vào lưng Kim Yên. Kim Yên đã hiểu ra, Kim Yên cảm thấy nhẹ nhàng, đưa tay ra ôm ngang người Tiểu Khổng, liên tục vuốt ve. Con nhỏ, Tiểu Khổng ghé vào tai Kim Yên, tớ phải suốt đời để phòng đằng ấy. Tớ phải suốt đời đề phòng đằng ấy. Đằng ấy nói gì cơ? Đằng ấy tồi lắm. Đằng ấy đánh cắp tiểu khổng nói nhỏ. Kim Yên đẩy tiểu khổng ra. Đừng đùa. Kim Yên nói như hết hơi. Cái hồng đòi ra viện. Làm thế nào bây giờ? Hết chương 20 thực hiện chuyển thể âm thanh trung tâm giáo dục nghề nghiệp hội người mù thành phố hà nội người đọc phạm kim chi